Những đám mây mang hình dạng đĩa bay siêu hiếm gặp xuất hiện trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh vào sáng 13 tháng 5 khiến người dân vô cùng thích thú. Đây không phải lần đầu tiên người dân được chứng kiến hiện tượng này. Tại núi Bà Đen, hiện tượng mây thấu kính hay còn gọi là mũ mây từng xuất hiện vào năm 2021-2022. Dẫu vậy, người dân và du khách vẫn hiếu kỳ và dừng lại chụp ảnh hiện tượng mây độc đáo này. Người dân địa phương cho biết mũ mây xuất hiện vào lúc khoảng 5-6 giờ sáng và có dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Nó làm mọi người vô cùng bất ngờ khi thấy cả ngọn núi như được đội thêm một chiếc nón mây trắng bồng bềnh ảo diệu. Mây thấu kính là hiện tượng tự nhiên phức tạp và hiếm gặp trên thế giới, thường xuất hiện dọc theo các dãy núi cao và chỗ khuất gió bên sườn núi. Điểm đặc biệt của các đám mây thấu kính là luôn bất động, hiếm có cơn gió nào lay chuyển được. Trước mũ mây, núi Bà Đen cũng chứng kiến nhiều hiện tượng mây hiếm gặp như đám mây hình phượng hoàng vào dịp Tết Dương lịch 2023 hay hiện tượng cầu vồng lửa trên đỉnh núi vào tháng 1 2023.